Ninh Bình không chỉ thu hút đông đảo du khách bởi sở hữu nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những giá trị lịch sử văn hóa mà còn làm say lòng những tâm hồn yêu ẩm thực với thực đơn đa dạng, các món ăn trứ danh. Người ta nói, đến Ninh Bình mà không nếm thử món thịt dê thì coi như chuyến đi của bạn chưa trọn vẹn. Thịt dê núi từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình, được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Mỗi món ăn lại mang đến cho thực khách một dư vị cuốn hút thú vị. Anh ơi, trong các món chế biến được thịt dê thì món nào đánh giá là ngon nhất ạ? Dê thì chế biến được rất nhiều món ngon. Trong đó thì đặc biệt là món như món dê nướng tảng, món dê né này và món tái dê. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một món dê rất là ngon và đặc trưng. Đó là món thịt dê nướng cả tảng. Khi chúng ta để cả tảng như này nướng thì nó sẽ ngọt hơn, thịt sẽ mềm hơn, ngon hơn rất nhiều. Về nguyên liệu cơ bản thì là gừng, giềng, sả, mắm, muối, hạt tiêu, mật chính. Thì là chúng ta sẽ xay đều, nhuyễn lên là thành một gia vị sốt hoàn chỉnh để chúng ta ướp vào miếng thịt dê. Khi chúng ta ướp thì chúng ta ướp rất là từ từ để cho gia vị ngấm đều vào các thớ thịt. Mình ướp trong vòng từ 5 đến 7 phút. Dê được chăn thả tự nhiên, thức ăn chính là các loại cây cỏ trên núi, nên thịt dê có vị thơm ngon, dai, ngọt và rất ít mỡ. Đó cũng là điểm thu hút các thực khách tìm đến với món ăn này. Khi mà nhắc tới Ninh Bình thì chúng ta không thể không nhắc tới món đặc sản ở thịt dê, bởi vì là ở đây thì có rất nhiều đồi núi và là môi trường sinh sống lý tưởng cho dê ạ. Thịt dê ở đây thì lúc nào người ta cũng nhắc đến đấy là dê tự nhiên, nó có sẽ có những cái vị đặc trưng của riêng nơi đây mới có, hương vị nó khác biệt hẳn với những nơi khác. Thịt dê núi Ninh Bình thì chế biến được rất là nhiều những món ăn khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi mà du khách đến đây ăn thì để cho khách yên tâm thì chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn trong mùa dịch, để cho khách hàng khi đi đến Ninh Bình thì vừa có thể ngắm những cảnh đẹp của Ninh Bình và có thể thưởng thức được những món ăn đặc sản của Ninh Bình. Những món ăn từ thịt dê không chỉ thu hút khách du lịch hay những người con quê hương Ninh Bình, mà nó còn chinh phục được những tâm hồn yêu ẩm thực khắp muôn nơi.